Quý vị và các bạn đang cùng đến với một cơ hội mua sắm đặc biệt hấp dẫn chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping với bộ nữ trang cao cấp đến từ thương hiệu Miu, mã vàng quý vị nha. Quý vị sẽ được sở hữu ngay cả hai bộ nữ trang, đó chính là Biển Đêm Bí Ẩn hoặc là Sương Mai Tinh Khiết, phù hợp cho nhiều chị em phụ nữ với nhiều lứa tuổi khác nhau. Mức giá chỉ là 690.000 đồng cho cả hai bộ sưu tập, tặng cho quý vị thêm một đôi hoa tai ngọc trai đen. Chúng ta sẽ còn được tặng thêm hai đôi dép đi trong nhà nữa. Mức giá ưu đãi, quý vị nhanh chóng sở hữu ngay. Phụ Miến và Tú Trinh xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết đang đến với chương trình ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi rất là mong muốn có được một buổi trò chuyện về làm đẹp với tất cả quý vị khán giả nữ đang theo dõi chương trình này. Bình thường khi mà làm đẹp thì các chị em mình hay lựa chọn những cách thức như thế nào hả Tú Trinh? Ví dụ như là chúng ta sẽ lựa chọn ngay một bộ trang phục phù hợp với lại cơ thể của mình, một chiếc đồng hồ thời trang, hay là quý vị cũng có thể lựa chọn một mái tóc làm sao cho phù hợp với khuôn mặt của mình, hoặc là một màu son phù hợp với lại nước da của mình nữa. Sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Và Phương Yến nghĩ là các chị em mình nên chú ý đến một sự lựa chọn làm tôn lên vẻ đẹp của chúng ta hơn nữa, tôn lên sự sang trọng và quý phái của mình, đó chính là những bộ trang sức các chị em ạ. Ví dụ như là những chiếc hoa tai, nó sẽ làm sáng hơn cho khu vực gương mặt của mình nè, rồi những mặt dây chuyền tạo điểm nhấn cho vùng cổ của chúng ta khi mà chúng ta mặc những chiếc áo hoặc là những chiếc váy với phần hở cổ chẳng hạn. Và ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho các chị em mình một sự lựa chọn rất là chất lượng để chúng ta có thể là làm đẹp cùng với trang sức đến từ thương hiệu Miu. Và đặc biệt hơn là với mức giá chỉ là 690.000 đồng mà thôi, quý vị sẽ có đến hai bộ nữ trang với tên gọi khác nhau. Đặc biệt là ngay bây giờ quý vị cũng có thể là giúp chúng ta thêm sang trọng và quyến rũ với bộ nữ trang có tên gọi là Biển Đêm Huyền Bí, là sự kết hợp từ những viên đá sapphire nhân tạo cao cấp, đồng thời được điểm xuyết thêm nổi bật bởi những viên đá pha lê cao cấp ở phía bên ngoài. Mức giá chỉ là 690.000 đồng mà thôi. Chúng tôi cũng không quên tặng ngay cho quý vị thêm hai quà tặng nữa, đó chính là hai chiếc hoa tai trong một bộ hoa tai rất là xinh xắn như thế này, kết hợp từ những viên đá ngọc trai nhân tạo cao cấp quý vị nha. Mức giá rất hợp lý để chúng ta có thể là tự tin sở hữu ngay và nhanh chóng làm đẹp cho chính bản thân của mình nữa. Và Tú Trinh ơi, Phục Yên rất là thích sự lựa chọn thứ hai trong chương trình này, đó chính là quý vị cũng có thể là mua sắm cùng với bộ Sương Mai Tinh Khiết quý vị à. Với bộ Sương Mai Tinh Khiết này thì nó sẽ có hình dáng của những cái giọt sương rất là dễ thương, nhẹ nhàng và tạo nên nét dịu dàng, những đường nét uyển chuyển cho các chị em phụ nữ của mình. Ví dụ như chúng ta tưởng tượng là ngay khu vực vòng cổ của mình sẽ có một giọt sương mai như thế này đây, với chất liệu ngọc trai nhân tạo và những hạt pha lê nữa làm tỏa sáng khu vực vòng cổ của mình, đồng thời là còn có hoa tai đồng bộ nữa. Sự lựa chọn này cũng cực kỳ ưu đãi và chúng ta cũng có quà tặng hấp dẫn tương tự luôn quý vị nha. Cho nên là ngay từ bây giờ thì quý vị đã có thể sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping rồi. Tổng đài quen thuộc của chúng tôi 1900 7137 đã sẵn sàng, và quý vị chỉ cần gọi về thôi, những tổng đài viên sẽ tư vấn thật cụ thể và giao trọn bộ sản phẩm này về tại nhà hay là tại văn phòng làm việc của các chị em nhà mình các chị em nha. Sở hữu ngay hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miu, Sương Mai Tinh Khiết và Biển Đêm Bí Ẩn, mức giá ưu đãi chỉ 690.000 đồng, tặng cho quý vị một đôi hoa tai ngọc trai cao cấp và hai đôi dép đi trong nhà. Cơ hội mua sắm hấp dẫn, hãy sở hữu ngay. Hãy nhanh tay sở hữu bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miu, sang trọng và quý phái. Mỗi bộ bao gồm một đôi hoa tai có chốt phía sau chắc chắn, không sợ bị rơi trong quá trình sử dụng. Một dây chuyền dạng mắt xích thanh mảnh không quấn tóc, dài 44cm và có thể nới thêm 5cm nữa. Sản phẩm được bảo hành làm mới trong vòng 12 tháng. Bộ sưu tập nữ trang Biển Đêm Bí Ẩn đến từ thương hiệu Miu giúp tôn lên nét quyến rũ tiềm ẩn của mỗi người phụ nữ. Tâm điểm là những viên đá sapphire đen nhân tạo cao cấp, xung quanh là 78 viên đá pha lê trắng mã vàng, phù hợp với những buổi tiệc trang trọng. Cơ hội cực kỳ ưu đãi cùng bộ nữ trang Sương Mai Tinh Khiết. Hãy sở hữu ngay để mang lại vẻ đẹp ngọt ngào nữ tính cho các chị em. Sản phẩm nổi bật nhờ ngọc trai nhân tạo hình giọt nước, xung quanh là 120 viên pha lê trắng và mã vàng. Một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ qua với hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng của thương hiệu Miu, giúp chúng ta dễ dàng làm nổi bật ngay bộ trang phục, thể hiện bản sắc cá nhân, một món phụ kiện không thể thiếu để hoàn chỉnh nét đẹp của mình, luôn luôn nổi bật, luôn luôn ấn tượng trong mắt mọi người. Dù là ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, các chị em cũng luôn cần những bộ trang sức thật là quý phái, nữ tính để tôn lên phong cách cũng như là độ tự tin của mình. Với bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn, chính hãng đến từ thương hiệu Miu, chúng ta sẽ có thể kết hợp với nhiều những loại trang phục khác nhau, xuất hiện trong những buổi tiệc đêm thật là nổi bật, hoặc là khi mà chúng ta đi làm, đi gặp gỡ, trò chuyện cùng với bạn bè cũng có thể là diện để tạo nên phong cách cho mình. Với các chị em phụ nữ trung niên, chúng ta có thể lựa chọn kết hợp với bộ Biển Đêm Bí Ẩn cùng những chiếc đầm tối màu, hay với các chị em phụ nữ trẻ
tuổi, chúng ta có thể mặc những chiếc váy với phần hở cổ và tô lên điểm nhấn nhờ cả phần dây chuyền. Các quý ông cũng có thể lựa chọn dòng sản phẩm này như là một món quà dành tặng cho các chị em phụ nữ yêu thương. Sở hữu trọn cả hai bộ sản phẩm, vừa có biển đêm bí ẩn vừa có sơn mai tinh khiết, nhưng mức giá đầu tư chỉ 690.000 đồng, một mức giá rất là hấp dẫn để chúng ta đem về ngay những bộ nữ trang cực kỳ ấn tượng, chất lượng cao và sử dụng thật là sáng đẹp dưới ánh nắng cũng như ánh đèn mỗi nơi mà chúng ta xuất hiện. Sở hữu ngay hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miu, sương mai tinh khiết và biển đêm bí ẩn, mức giá ưu đãi chỉ 690.000 đồng, tặng cho quý vị một đôi hoa tai ngọc trai cao cấp và hai đôi dép đi trong nhà. Cơ hội mua sắm hấp dẫn, hãy sở hữu ngay. Quý vị các bạn thân mến, với các chị em phụ nữ mình đang theo dõi chương trình này thì không biết là ở trong tủ phụ kiện những sản phẩm làm đẹp của các chị em mình có bao nhiêu bộ trang sức đây. Tuyết Trinh thì Tuyết Trinh có bao nhiêu bộ nè? Trinh có cũng khá nhiều, đôi khi là mình không thể nhớ hết được. Mỗi khi mà có cơ hội đi mua sắm là đều phải mua ngay. Bởi vì có thể nói rằng là trang sức giúp cho bản thân của mình có đẹp thêm hơn, phong cách hơn, và khi mà chúng ta kết hợp mà đồng bộ với trang phục thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Chính xác, những bộ trang sức khi mà quý vị các bạn chúng ta kết hợp nó đúng với phong cách của bộ trang phục hoặc là đúng với nơi mà mình đi thì nó sẽ luôn làm cho chúng ta trở nên là tự tin, rạng rỡ và quý phái hơn rất là nhiều. Cũng giống như là ngày hôm nay Phụng Yến với Thúy Trinh cũng tự cảm thấy là mình đẹp hơn bởi vì là đang được đeo trên mình những bộ nữ trang rất là cao cấp của thương hiệu Miu quý vị ạ. Ở cả phần hoa tai như thế này đây, ở hai bên tai khi mà mình có những cái hạt lấp lánh này đeo vào bên trên sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta rạng rỡ hơn, hoặc là khu vực vòng cổ của mình cũng sẽ có một điểm nhấn nho nhỏ. Và ngày hôm nay quý vị đến với chương trình này, chúng ta sẽ có đến hai sự lựa chọn rất là chất lượng về nữ trang của Miu. Sự lựa chọn ở đây là cả hai bộ sưu tập nữ trang cao cấp, với tên gọi của bộ sưu tập đầu tiên là Biển Đêm Huyền Bí. Và cũng giống như tên gọi Biển Đêm Huyền Bí thì quý vị sẽ thấy đầu tiên đó chính là sự kết hợp từ ánh đen sáng ở mọi góc nhìn của những viên sapphire nhân tạo cao cấp ở đây. Như quý vị hãy cùng quan sát thật kỹ với Tú Trinh nha. Trọn bộ sưu tập nữ trang sẽ bao gồm đó chính là một mặt dây chuyền, một sợi dây chuyền và cả một đôi hoa tai đồng bộ nữa. Với bộ sưu tập tên gọi là Biển Đêm Huyền Bí ở đây, ánh màu đen của những viên đá sapphire nhân tạo cao cấp sẽ làm tăng thêm sự sang trọng và rất là quyến rũ cho người sử dụng luôn. Một đôi hoa tai với sự kết hợp thêm từ những viên đá pha lê lấp lánh ở phía bên ngoài. Quý vị thấy là chúng ta có thể là xoay chuyển ở nhiều góc độ khác nhau và rất là thu hút ánh đèn, cho nên là những khi mà chúng ta mang đi dự tiệc là Phụng Miến sẽ là một điểm nhấn khiến cho mình thêm nổi bật hơn nữa. Có đến tổng cộng là 78 viên pha lê nhân tạo cao cấp bao bọc quanh 3 viên đá sapphire nhân tạo như thế này, giúp cho quý vị chúng ta có ngay cả một bộ sưu tập nữ trang rất là đẹp mắt luôn. Và ngay bây giờ thì xin quý vị chúng ta có thể là hình dung một cách rõ hơn khi Trinh đã có thể là sử dụng ngay bộ sưu tập Biển Đêm Huyền Bí này ngay trên chính cơ thể của mình. Quý vị có thể an tâm một điều rằng là với sự đồng bộ từ hoa tai cho đến cả một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền và hoa tai đồng bộ, khiến chúng ta khi xoay chuyển như thế này, khi chúng ta nói chuyện như vậy thì với ánh đá nhân tạo cao cấp sẽ rất là thu hút ánh đèn, cho nên là nó sẽ lấp lánh như vậy đây, để cho quý vị chúng ta thêm tự tin hơn ở nhiều hoàn cảnh mà chúng ta xuất hiện khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ quý vị cũng có thể quan sát là khi mà chúng ta diện một chiếc đầm ôm đi Phụng Miến hở cả phần vai và phần cổ của mình như vậy thì để ngay trên bờ vai và bờ cổ của mình sẽ có ngay một điểm nhấn rất là quyến rũ luôn. Và như quý vị cũng thấy là với sợi dây chuyền của chúng ta với mạ màu vàng lấp lánh rất là sang trọng, kết hợp cùng với lại viên đá sapphire nhân tạo cao cấp và những viên đá pha lê bao quanh bên ngoài, cho nên với độ sáng lấp lánh thì quý vị không cần gì phải lo nữa nha. Trinh đã kết hợp thêm với một chiếc đầm màu đen như vậy rồi, và bây giờ thì mình đã có thể là sẵn sàng khi chúng ta đi dự tiệc, sẵn sàng khi chúng ta đi gặp gỡ tất cả mọi người, và tất nhiên là khi chúng ta đi ra bên ngoài thì sẽ luôn nổi bật nữa chứ. Chính xác, rất là nhiều chị em phụ nữ chúng ta yêu thích đó là bộ nữ trang của mình sẽ có những cái hạt điểm nhấn ngay khu vực trung tâm với Tú Trinh, và đó là những cái hạt đậm màu, ví dụ như là sắc đen như là Tú Trinh vừa đeo ở trên vùng cổ. Còn với riêng Phụng Yến thì Phụng Yến thích là có một bộ nữ trang nó nhẹ nhàng thôi, nó dịu dàng một chút xíu để là chúng ta có thể là đeo ngay cả những cái dịp thông thường nữa. Ví dụ như là quý vị có thể là nhìn ngắm vào với sương mai tinh khiết như thế này quý vị nha, chúng ta sẽ nhìn thấy là dáng hạt, với dáng hạt nhẹ mỏng như là sương mai như thế này đây, thì khi mà quý vị các bạn chúng ta điểm nó lên trên khu vực vòng cổ của mình cũng sẽ cảm thấy là mình trở nên là dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và khi mà chúng ta nhìn vào những dáng hạt như thế này thì đây là một cái sự lựa chọn mà rất là nhiều các chị em phụ nữ chúng ta yêu thích, bởi vì nó tạo những cái đường cong uốn lượn đẹp mắt cho khu vực vòng cổ của các chị em. Và với những hạt ngọc trai như thế này, đây là ngọc trai nhân tạo ngay ở
khu vực trung tâm, xung quanh có những viên pha lê bao sáng lại. Và các chị em nhìn thấy đó, nó sẽ lấp lánh khi mà chúng ta chạm vào, khi mà chúng ta xoay chuyển ở nhiều những góc nhìn khác nhau. Mà khác đó là phần đường dây như thế này đây. Dây được kéo dài lên trên và nó cũng cực kỳ lấp lánh luôn. Nó sẽ tạo những cái đường giác khi mà ánh sáng chiếu vào, chúng ta sẽ nhìn thấy đó là những phần dây của mình bắt sáng rất là nhiều đó Tú Trinh nè. Đúng còn rồi. Phần hoa tai thì sao nào? Hãy cùng nhìn ngắm những chiếc hoa tai như thế này, cũng đồng bộ với mặt dây chuyền của chúng ta, có pha lê bao ở bên ngoài để tạo độ lấp lánh góc cạnh cho những cái viên hạt pha lê như thế này đó Tú Trinh nè. Và khi mà Tú Trinh nhìn thấy là Phụng Yến nào kết hợp trang phục nè, cũng như là đeo vào phần tai và phần cổ của mình, thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy đó là chúng ta sẽ có điểm nhấn hơn ở khu vực cổ cũng như khu vực tai của mình. Và với những cái đường giác nhẹ nè, khi mà chúng ta xoay nghiêng và mình chạm vào, hoặc là ánh sáng có thể là chiếu từ bên ngoài vào, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó lấp lánh hơn rất là nhiều, phải không nè? Đúng và rồi. Chính vẻ lấp lánh đó sẽ làm cho các chị em phụ nữ mình cảm thấy là mình tỏa sáng hơn, mình tự tin hơn rất là nhiều. Nên ngay bây giờ quý vị đã có thể nhanh chóng sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping rồi. Mức giá chỉ là 690.000 đồng mà thôi. Ví dụ như với biển đêm huyền bí thì chúng ta có thể là dành cho đi tiệc đêm nè. Còn với sương mai tinh khiết thì chúng ta có thể là đi làm vào ban ngày nè, gặp gỡ tất cả mọi người, tăng thêm sự sang trọng và cả sự tự tin cho người sử dụng nữa. Chính xác, đây là điều mà tất cả các chị em phụ nữ chúng ta đều mong muốn, phải không ạ? Và đừng quên là hãy tìm lựa cho mình những dòng sản phẩm thật là chất lượng, luôn mang đến vẻ đẹp và sự tự tin cho chúng ta các chị em nhé. Để có thể đặt hàng thì ngay bây giờ quý vị có thể là nhấc máy và gọi điện thoại về cho chúng tôi rồi, ở số điện thoại tổng đài quen thuộc 1900 7137, hoặc dễ dàng đặt hàng trực tuyến cùng với vtvhyundai.vn. Sở hữu ngay hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miyu, sương mai tinh khiết và biển đêm bí ẩn, mức giá ưu đãi chỉ 690.000 đồng. Tặng cho quý vị một đôi hoa tai ngọc trai cao cấp và hai đôi dép đi trong nhà. Cơ hội mua sắm hấp dẫn, hãy sở hữu ngay. Hãy nhanh tay sở hữu bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miyu, sang trọng và quý phái. Mỗi bộ bao gồm một đôi hoa tai có chốt phía sau chắc chắn, không sợ bị rơi trong quá trình sử dụng. Một dây chuyền dạng mắt xích thanh mảnh không quấn tóc, dài 44cm và có thể nới thêm 5cm nữa. Sản phẩm được bảo hành làm mới trong vòng 12 tháng. Bộ sưu tập nữ trang biển đêm bí ẩn đến từ thương hiệu Miyu giúp tôn lên nét quyến rũ tiềm ẩn của mỗi người phụ nữ. Tâm điểm là những viên đá sapphire đen nhân tạo cao cấp, xung quanh là 78 viên đá pha lê trắng mã vàng, phù hợp với những buổi tiệc trang trọng. Cơ hội cực kỳ ưu đãi cùng bộ nữ trang sương mai tinh khiết, hãy sở hữu ngay để mang lại vẻ đẹp ngọt ngào nữ tính cho các chị em. Sản phẩm nổi bật nhờ ngọc trai nhân tạo hình giọt nước, xung quanh là 120 viên pha lê trắng và mã vàng. Một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ qua với hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng của thương hiệu Miyu, giúp chúng ta dễ dàng làm nổi bật ngay bộ trang phục, thể hiện bản sắc cá nhân, một món phụ kiện không thể thiếu để hoàn chỉnh nét đẹp của mình, luôn luôn nổi bật, luôn luôn ấn tượng trong mắt mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy rằng nữ trang là một người bạn làm đẹp không thể thiếu đối với mỗi chị em phụ nữ của mình, dù chúng ta đang ở lứa tuổi nào. Ngày hôm nay chúng tôi mang lại cho quý vị bộ trang sức mã vàng cao cấp của thương hiệu Miyu với cả hai bộ sưu tập biển đêm bí ẩn và sương mai tinh khiết. Bộ biển đêm bí ẩn là những viên đá sapphire nhân tạo cao cấp, sáng lấp lánh ở mọi góc nhìn, và điểm xuyết ở bên ngoài mặt dây chuyền và cả một đôi hoa tai đồng bộ là 78 viên đá pha lê trắng. Quý vị hình dung xem, chúng ta có thể mặc cùng với những chiếc áo tối màu nè, sẽ làm tôn bộ trang phục và cả nước da của chúng ta nữa. Và trong bộ sưu tập ngày hôm nay thì với 690.000 đồng, quý vị có đến cả hai bộ sưu tập nữ trang rất là đẹp mắt luôn. Bộ còn lại của chúng ta với tên gọi là sương mai tinh khiết, và đúng như tên gọi, sương mai tinh khiết là sự kết hợp từ những viên đá ngọc trai nhân tạo cao cấp hình giọt nước, tạo sự thon gọn cho khuôn mặt của mình khi kết hợp cùng với đôi tai, điểm xuyết từ những viên đá hoa pha lê trắng ở xung quanh nữa. Quý vị có thể mua về làm quà tặng ngay cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Ngày hôm nay quý vị mua sắm ngay bây giờ, chúng tôi tặng cho quý vị thêm một đôi hoa tai ngọc trai nữa nha. Nhanh chóng sở hữu ngay, thời gian không còn nhiều. Sở hữu ngay hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miyu, sương mai tinh khiết và biển đêm bí ẩn, mức giá ưu đãi chỉ 690.000 đồng. Tặng cho quý vị một đôi hoa tai ngọc trai cao cấp và hai đôi dép đi trong nhà. Cơ hội mua sắm hấp dẫn, hãy sở hữu ngay. Một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ qua với hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng của thương hiệu Miyu, giúp chúng ta dễ dàng làm nổi bật ngay bộ trang phục, thể hiện bản sắc cá nhân, một món phụ kiện không thể thiếu để hoàn chỉnh nét đẹp của mình, luôn luôn nổi bật, luôn luôn ấn tượng trong mắt mọi người. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình mua sắm rất hấp dẫn ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, một câu chuyện mà không bao giờ khiến cho các chị em phụ nữ của chúng ta nhàm chán, đó chính là làm như thế nào để mình luôn luôn trở nên đẹp hơn, sang trọng hơn và tự tin hơn trong nhiều hoàn cảnh. Có
những bộ trang phục phù hợp rồi thì quý vị cũng rất cần có những bộ trang sức, đúng không ạ? Và thấu hiểu được điều đó thì ngày hôm nay quý vị đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ngay cả hai bộ sưu tập nữ trang đến từ thương hiệu Miu, một bộ với tên gọi là Biển Đêm Huyền Bí và một bộ với tên gọi là Sương Mai Tinh Khiết. Và Phụ Miến ơi, Phụ Miến có biết không, mặc dù là Trinh đang sử dụng ngay là bộ Biển Đêm Huyền Bí, nhưng mà khi được ngồi bên cạnh và nhìn ngắm thật là kỹ những chi tiết trên bộ Sương Mai Tinh Khiết rất thì cũng cảm thấy rất là thích luôn đó Phụ Miến à. Chẳng hạn như ở đây, quý vị hãy cùng quan sát thật là kỹ hơn nha. Chúng ta sẽ có một đôi hoa tai đồng bộ với lại mặt dây chuyền, và chất liệu của bộ sưu tập Sương Mai Tinh Khiết ở đây là những viên ngọc trai nhân tạo cao cấp, và chúng ta sẽ có 3 viên ngọc trai nhân tạo quý vị ạ. Rất là đẹp mắt luôn. Quý vị cũng thấy là với ngọc trai nhân tạo mà có sự kết hợp từ những hình giọt nước như thế này đây, thì khi mà chúng ta sử dụng trên bờ vai của mình nè, ngay phần cổ của chúng ta và cả là khuôn mặt của mình nữa, thì nó sẽ tạo sự thon thả và thanh mảnh hơn. Đặc biệt là với hình giọt nước như vậy thì nó rất là phù hợp với những chị em nào mà có khuôn mặt hơi tròn và đầy đặn như Tú Trinh chẳng hạn. Khuôn mặt của mình sẽ trở nên thon gọn hơn rất là nhiều. Bên cạnh là 3 viên ngọc trai nhân tạo cao cấp như vậy thì sẽ còn kết hợp và được bao xung quanh là 120 viên đá pha lê sáng lấp lánh. Nếu quý vị thấy là chúng ta có thể là di chuyển nè, chúng ta cử động nè, thì những viên ngọc trai của chúng ta sẽ rất là lấp lánh luôn. Bên cạnh đó là còn thu hút ánh nhìn của người đối diện nữa, cực kỳ đẹp mắt đúng không thưa quý vị? Và Trinh nghĩ rằng là nếu như mà với bộ trang phục đen này đi, Trinh kết hợp ngay với bộ nữ trang là Sương Mai Tinh Khiết này thì chắc chắn cũng rất là phù hợp. Không biết là Phụng Yến bây giờ đang sử dụng thì cảm thấy như thế nào nhỉ? Khi mà Phụng Yến nhìn vào bộ Sương Mai Tinh Khiết như thế này á là đã thích rồi. Cho nên là chọn ngay để có thể là đeo vào khu vực là hoa tai như thế này, bên hai bên tai của mình và cả phần vòng cổ nữa. Bởi vì khi mà nhìn vào mình nghe tên thôi, Sương Mai Tinh Khiết, các chị em mình thấy nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng mềm mại y như là màu sắc cũng như là kiểu dáng của bộ trang sức này quý vị nha. Chúng ta có thể là nhìn thấy ở phần tai của mình thì thường những cái dáng giọt nước nhẹ của những hạt ngọc trai như thế này nó sẽ tạo cái điểm nhấn rất là dịu, rất là mảnh cho phần tai của chúng ta, và đồng thời những hạt pha lê nó sẽ trở nên là lấp lánh hơn khi mà chúng ta nghiêng trái nghiêng phải, khi mà ánh nắng chiếu vào mình sẽ nhìn thấy là phần tai của mình lấp lánh hơn rất là nhiều. Và nó còn đồng bộ chung với cả đó chính là hạt ngọc trai nhân tạo và những hạt pha lê bao quanh ngay khu vực phần vòng cổ của mình như thế này, và với sợi dây ánh vàng lấp lánh thì các chị em mình sẽ nhìn đó là mình trông mình quyến rũ hơn, tươi tắn hơn. Tôi Trinh có thể là nhìn thấy là ánh vàng nè lấp lánh chung với lại cả khu vực của phần vòng cổ của chúng ta có một cái điểm nhấn đúng không? Nếu mà mình để trơn cổ như thế này chúng ta sẽ thấy là nó rất là thiếu. Mà bây giờ mình đã có vào ngay một điểm nhấn ngay khu vực trung tâm. Và như thế là chúng ta nhìn thấy là mình tự nhiên á, mình tươi tắn hơn, mình rạng rỡ và quý phái hơn rất là nhiều, Tú Trinh à. Đúng rồi, và Trinh nghĩ rằng là bộ sưu tập Sương Mai Tinh Khiết này thì rất là phù hợp cho nhiều hoàn cảnh nha. Khi mà chúng ta đi gặp gỡ khách hàng đi, chúng ta đi làm mỗi ngày, hoặc là những khi mà chúng ta cần đi dự tiệc thì chắc chắn là bộ nữ trang này sẽ mang đến sự quyến rũ và nổi bật hơn cho tất cả quý vị khi mà mình sử dụng nữa. Còn một sự lựa chọn tiếp theo cũng rất là hấp dẫn phải không đây, nào đây. Chúng ta sẽ có ngay đó chính là chất liệu sapphire nhân tạo đúng không nào. Bởi vì các chị em mình hình dung là mình có hai sự lựa chọn trong sản phẩm ngày hôm nay. Mình có thể lựa chọn đó là Sương Mai Tinh Khiết, hoặc là chúng ta có thể là lựa chọn những hạt sapphire với ánh đen như thế này. Nếu mà các chị em nào mình thích đó là một cái điểm nhấn có màu đậm, có sắc đậm và nổi bật lên trên khu vực vòng cổ hay là hai bên tai của mình thì chúng ta có thể là lựa chọn ngay. Ở đây Phụng Yến xin mời các chị em mình hãy nhìn vào một hạt sapphire ngay khu vực trung tâm. Điểm đặc biệt của hạt sapphire này là gì? Đó chính là những cái đường cắt giác. Những đường cắt giác có nghĩa là bề mặt của nó không bằng phẳng các chị em à, mà nó sẽ là những cái góc giác xéo, để khi mà ánh chiếu vào nè, ánh đèn hay là ánh nắng nè, ánh sáng chiếu vào thì những cái góc giác xéo này nó sẽ hắt lại cái phần ánh sáng đó và tạo vẻ đẹp lấp lánh hơn cho những hạt sapphire của chúng ta. Và tất nhiên phần dây chuyền thì cũng rất là lấp lánh, đồng bộ và có những cái đường giác xéo luôn, tạo nét lấp lánh cho phần vùng cổ của chúng ta. Những chiếc hoa tai như thế này cũng rất là đồng bộ và dễ thương Thúy Trinh nhỉ. Đúng khi mà rồi. Chúng ta cầm như thế này chúng đẹp. Ta có thể là lấp lánh đung đưa đó, quý vị nhìn thấy ngay là rất những đẹp. Đường giác chéo nó sẽ bắt nắng bắt sáng và trở nên là lấp lánh hơn. Và Phụng Yến thấy là khi mà Thúy Trinh nghiêng qua nghiêng lại đó phần tai của Thúy Trinh cũng sẽ lấp lánh hơn rất là nhiều, cùng với những hạt pha lê và cả sapphire nữa. Đúng rồi Phụng Yến và đây cũng chính là điều mà khiến cho Trinh cảm thấy rất là nổi bật và tự tin hơn luôn. Cũng giống như Phụng Yến nói là một cái viên đá mà có sắc màu đậm như vậy thì mình sẽ cảm thấy là mình nổi bật hơn. Và với những viên đá sapphire nhân tạo màu đen như thế này thì quý vị có thể yên tâm một điều rằng nó không chỉ làm nổi nước da của quý vị lên mà còn kết hợp được với nhiều trang phục khác nhau nữa. Như quý vị cũng thấy là Trinh đã sử dụng ngay là bộ sưu tập Biển Đêm Huyền Bí, bao gồm là một đôi hoa tai với những viên đá sapphire nhân tạo cao cấp kết hợp cùng với những viên đá pha lê bao bên ngoài nữa. Khi mà chúng ta cử động khuôn mặt của mình chúng ta nói
chuyện nè. Quý vị cũng có thể nhìn thấy được là ánh sáng sẽ được bắt vào, do đó thì sẽ rất là lấp lánh và giúp cho chúng ta trở nên nổi bật hơn. Chưa kể là còn kết hợp đồng bộ cùng với lại một sợi dây chuyền nữa, cho nên là phần cổ của chúng ta trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, làm nổi bật lên và làm thêm một điểm nhấn giúp cho chúng ta có thể là tự tin xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, có thể kết hợp cùng với lại nhiều bộ trang phục khác nhau nữa. Nên quý vị ngày hôm nay đã yên tâm hơn chưa ạ? Với mức giá chỉ là 690.000 đồng mà thôi. Và ngay bây giờ khi mà quý vị đặt hàng thì chúng ta sẽ được nhận ngay trong những chiếc hộp rất là sang trọng nữa chứ. Nếu mà chúng ta được nhận tặng quà với chiếc hộp như thế này thì quý vị có thích hay không ạ? Chúng ta sẽ có ngay một bộ nữ trang ở trong một cái chiếc hộp bọc nhung như thế này, rất là sang trọng. Và khi mà chúng ta mở hộp ra thì quý vị sẽ có ở bên trong là bộ sản phẩm chính của mình kết hợp cùng với bộ quà tặng luôn quý vị nha. Sản phẩm chính rất là lấp lánh, được đặt cố định bên trong hộp bọc nhung, và chúng ta còn có thêm đó chính là quà tặng ưu đãi nữa. Quà tặng này có thể là một số chị em mình nhìn hơi lạ một chút xíu phải không ạ? Đây cũng chính là hoa tai luôn, nhưng mà hoa tai này chúng ta sử dụng được ở cả hai đầu quý vị nha. Nếu mình muốn là hôm nay nổi bật hơn thì chúng ta có thể là lựa chọn là đầu lớn hơn để mình đưa ra cái khu vực bên ngoài. Còn nếu mà các chị em mình muốn đó là nhẹ nhàng dịu dàng thôi thì chúng ta sẽ để là đầu nhỏ ra bên trước ha. Rồi bây giờ là Phùng Yến nghĩ là Tú Trinh có thể là thử thay đổi phần hoa tai quà tặng xem như thế nào nè, nó có khác biệt ở trên gương mặt của mình hay không đây. Chắc chắn là nó sẽ mang đến một sự khác biệt khác rồi đó Phùng Yến à. Và bây giờ quý vị thấy đó, thay đổi phong cách một chút thì mình sẽ có thể kết hợp là một đôi hoa tai quà tặng này với những chiếc áo sơ mi nè, hay là những bộ áo dài, và chúng ta có thể là xuất hiện tự tin ở nhiều hoàn cảnh khác nhau luôn. Phùng Yến thấy như thế nào? Phùng Yến thấy là đã đổi kiểu ngay lập tức rồi, rất là nhanh chóng thôi. Cùng với việc là chúng ta thay đổi hoa tai thôi quý vị nha. Như vậy là chúng ta mua sắm rất là ưu đãi trong chương trình này. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là dành quà tặng ý nghĩa này dành cho những người phụ nữ mà quý vị các bạn chúng ta yêu mến, và người nhận quà Phùng Yến nghĩ là sẽ rất là thích luôn đó Tú Trinh ạ. Chắc chắn là một niềm vui bất ngờ, nhưng mà sẽ khiến cho người được nhận vui cả một ngày luôn đấy ạ. Cho nên là ngay từ bây giờ quý vị đã có thể là nhanh chóng sở hữu và đặt hàng ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping rồi. Tổng đài quen thuộc 1900 7137, với những tổng đài viên đã sẵn sàng đón nhận mọi đơn đặt hàng, và tất nhiên chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm này đi kèm với quà tặng hấp dẫn nữa về tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ qua với hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng của thương hiệu Miu, giúp chúng ta dễ dàng làm nổi bật ngay bộ trang phục, thể hiện bản sắc cá nhân. Một món phụ kiện không thể thiếu để hoàn chỉnh nét đẹp của mình, luôn luôn nổi bật, luôn luôn ấn tượng trong mắt mọi người. Sở hữu ngay hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miu, Sương Mai Tinh Khiết và Biển Đêm Bí Ẩn, mức giá ưu đãi chỉ 690.000 đồng, tặng cho quý vị một đôi hoa tai ngọc trai cao cấp và hai đôi dép đi trong nhà. Cơ hội mua sắm hấp dẫn, hãy sở hữu ngay. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, chương trình của chúng ta sẽ chính thức kết thúc rồi. Các chị em mình hãy nhanh tay lên nha, bởi vì chúng ta có thể là sở hữu đến hai bộ trang sức mạ vàng của thương hiệu Miu, nhưng mức giá mình đầu tư chỉ có 690.000 đồng mà thôi. Tại sao trang sức lúc nào cũng có một sức hút rất lớn đối với các chị em phụ nữ? Bởi vì nó giúp chúng ta tôn lên sự tự tin, tôn lên phong cách và vẻ đẹp nữ tính của mình. Nhờ có những ánh sáng chiếu vào bắt mắt trong từng bộ trang sức mà chúng ta sẽ cảm thấy gương mặt của mình, phần cổ của mình đỡ trống hơn, lấp lánh và lung linh hơn. Mặt khác, đó chính là những đôi hoa tai với dáng giọt nước hay là dáng thon gọn của những phần đá sapphire sẽ giúp chúng ta có điểm nhấn ở ngay phần khuôn mặt của mình các chị em nha. Các quý ông cũng rất là yêu thích khi mà lựa chọn trang sức như là một món quà dành tặng cho các chị em phụ nữ. Và ngay bây giờ, quý ông nào muốn dành bộ Biển Đêm Bí Ẩn cũng như là bộ Sương Mai Tinh Khiết cho các chị em thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi về 1900 7137 hoặc đặt hàng trực tuyến cùng với vtvhyundai.vn. Đừng quên, chúng ta còn có quà tặng nữa, một đôi bông tai ngọc trai để giúp các chị em tôn lên điểm nhấn cho gương mặt của mình. Hãy nhanh tay sở hữu, thời gian đang trôi qua rất nhanh. Sở hữu ngay hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miu, Sương Mai Tinh Khiết và Biển Đêm Bí Ẩn, mức giá ưu đãi chỉ 690.000 đồng, tặng cho quý vị một đôi hoa tai ngọc trai cao cấp và hai đôi dép đi trong nhà. Cơ hội mua sắm hấp dẫn, hãy sở hữu ngay. Hãy nhanh tay sở hữu bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miu, sang trọng và quý phái. Mỗi bộ bao gồm một đôi hoa tai có chốt phía sau chắc chắn, không sợ bị rơi trong quá trình sử dụng. Một dây chuyền dạng mắt xích, thanh mảnh, không quấn tóc, dài 44cm và có thể nới thêm 5cm nữa. Sản phẩm được bảo hành làm mới trong vòng 12 tháng. Bộ sưu tập nữ trang Biển Đêm Bí Ẩn đến từ thương hiệu Miu giúp tôn lên nét quyến rũ tiềm ẩn của mỗi người phụ nữ. Tâm điểm là những viên đá sapphire đen nhân tạo cao cấp, xung quanh là 78 viên đá pha lê trắng mạ vàng, phù hợp với những buổi tiệc trang trọng.
Cơ hội cực kỳ ưu đãi cùng bộ nữ trang Sương Mai tinh khiết. Hãy sở hữu ngay để mang lại vẻ đẹp ngọt ngào nữ tính cho các chị em. Sản phẩm nổi bật nhờ ngọc trai nhân tạo hình giọt nước, xung quanh là 120 viên pha lê trắng và mạ vàng. Một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ qua với hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng của thương hiệu Miu, giúp chúng ta dễ dàng làm nổi bật ngay bộ trang phục, thể hiện bản sắc cá nhân. Một món phụ kiện không thể thiếu để hoàn chỉnh nét đẹp của mình, luôn luôn nổi bật, luôn luôn ấn tượng trong mắt mọi người. Thưa quý vị và các bạn, thời gian mua sắm của chúng ta cũng đang bắt đầu trôi dần qua rồi. Không biết là quý vị đã lựa chọn được cho mình bộ sưu tập nữ trang nào ạ? Nhưng ngày hôm nay thì phải nói rằng với mức giá đặc biệt ưu đãi luôn, 690.000 đồng, mình đầu tư một lần thôi nhưng có cả hai bộ sưu tập nữ trang với tên gọi là Biển Đêm Bí Ẩn và Sương Mai Tinh Khiết. Với bộ Biển Đêm Bí Ẩn được điểm xuyết bởi những viên đá sapphire nhân tạo cao cấp sáng lấp lánh ở mọi góc nhìn, đồng thời được điểm xuyết bên ngoài là 78 viên đá pha lê trắng nữa. Quý vị có thể mua ngay làm quà tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương, như là người bà của mình nè, mẹ của mình, vợ của mình và cả những cô bạn thân, những người đồng nghiệp của mình nữa quý vị nha. Nếu như chúng ta thích sự thanh lịch và trong sáng dịu dàng, quý vị có thể lựa chọn ngay đó chính là bộ Sương Mai Tinh Khiết nữa, với những viên đá ngọc trai nhân tạo cao cấp và cũng được điểm xuyết bên ngoài là những viên đá pha lê trắng nữa. 690.000 đồng, quý vị không chỉ có một bộ sưu tập nữ trang đâu, mà ngày hôm nay là cả hai bộ nữ trang mạ vàng cao cấp đến từ thương hiệu Miu. Chúng tôi còn tặng thêm cho quý vị với sự lựa chọn ngày hôm nay là một đôi hoa tai ngọc trai nữa chứ. Thời gian mua sắm không còn nhiều, hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ qua với hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng của thương hiệu Miu, giúp chúng ta dễ dàng làm nổi bật ngay bộ trang phục, thể hiện bản sắc cá nhân. Một món phụ kiện không thể thiếu để hoàn chỉnh nét đẹp của mình, luôn luôn nổi bật, luôn luôn ấn tượng trong mắt mọi người. Sở hữu ngay hai bộ sưu tập nữ trang mạ vàng Miu, Sương Mai Tinh Khiết và Biển Đêm Bí Ẩn, mức giá ưu đãi chỉ 690.000 đồng, tặng cho quý vị một đôi hoa tai ngọc trai cao cấp và hai đôi dép đi trong nhà. Cơ hội mua sắm hấp dẫn, hãy sở hữu ngay. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian mua sắm của chúng ta thật sự cũng không còn nhiều nữa rồi. Mình không chỉ là mua về để làm quà tặng cho chính bản thân của mình, mà nếu như quý vị đang cần một món quà dành đến cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương, như là người mẹ của mình à, người bà của mình, người dì của mình, hay là người vợ thân yêu của mình nữa, thì đây chính là một sự lựa chọn rất là hợp lý quý vị nha. 690.000 đồng có ngay một bộ sưu tập nữ trang nhân tạo cao cấp, đồng thời lại còn có thêm một đôi hoa tai là quà tặng. Và Phùng Yến cũng rất là thích ánh vàng của những sợi dây đó Thúy Trinh nè. Những ánh vàng đó nó làm tỏa sáng hơn cho khu vực vùng cổ của chúng ta, và đặc biệt là cái chị em mình khi đeo vào mình cũng sẽ cảm thấy là sang trọng hơn, quý phái hơn, quyến rũ hơn, và chúng ta cũng sẽ lúc nào cũng tự tin. Đúng hãy rồi. Nhanh tay lựa chọn dòng sản phẩm này cùng với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nhé. Chỉ cần nhấc máy và gọi điện thoại đến tổng đài quen thuộc của chúng tôi 1900 7137 và sản phẩm này sẽ được giao đến tận nhà. Hy vọng là các chị em phụ nữ của mình đó Tú Trinh lúc nào cũng sẽ luôn đẹp, luôn tự tin ha. Đúng rồi, và bên cạnh đó là mình sẽ luôn có được một món quà tặng thật sự ý nghĩa nữa chứ, dành đến cho chính bản thân của mình và cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Và nói đến đây thì thời lượng mua sắm của chương trình cũng đã gần kết thúc rồi. Quý vị vẫn còn đủ thời gian để mà chúng ta nhanh chóng gọi về tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137 quý vị nha. Còn bây giờ thì Tú Trinh và Phụng Yến xin mến chào tạm biệt và chúc cho tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ luôn xinh đẹp và rạng rỡ mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.